Xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại mình đang có mặt và giao lưu cùng anh em Hồ Câu Tam Đồng anh em ạ. Thì hôm nay Hồ Câu có tổ chức cái giải mini game nho nhỏ anh em. Thì xuống giao lưu cùng anh em. Cá có nhịp pha rồi anh em ạ. Đóng cá, con cá đầu tiên, con cá nhất đầu tiên của Hồ anh em nhá. Con cá thì được 100k thôi. Có cá rồi. Rất là vui đã được cá đầu tiên anh em ạ. Chạy đi đâu cho thoát em ơi. Chạy đi đâu? Ô, nó chạy vào dây điện anh em ạ. Ai, cố con rồi, cho nó chạy vào dây điện. Cái dây điện rất nguy hiểm. Ôi. Thôi xong rồi. Nghiệm rồi. Chăm. Căn ngủ. Nghiệm rồi. Cơn đầu tiên nghiệm rồi. Một ngủ không? Báo cá con đầu tiên một vùng nổi rồi. Căn bản nó có cái dây này này. Chứ nếu co thẳng thì sao? Hả? Thôi được rồi, thế anh em lại bắt con đó nhá. Thôi chả bắt nữa đâu. Đúng rồi. Thôi anh ạ. Thôi. Hơi bị đèn đấy. Con đầu tiên mất cái giải rồi. Làm lại thôi. Đây cái cần này nhẹ tỉnh. Không biết vào game mình nhẹ. Được con cá đầu tiên thì bong anh em ạ. Con này chắc chấm trắng vì là đánh ngô. Một ngô nó ốc vì nó ăn bên ngô. Đẹp quá. Ban nay nó chạy ở đây thì nó mới kéo cái phao thì nó mới lên cao thế. Nó chạy vào cái đường dây này. Giải là giả tất anh em nhá. Ô mấy cả bao cần em giả hết. Hay là giải con cá đầu em cũng giả hết tất luôn. Về thôi. Nhường tất cho anh em, con đầu đã bỏ rồi. Thôi để đợt sau lấy nhá. Hôm nay giao lưu thế được rồi. Sắp ngất mẹ rồi. Rất là đen. Là được con đầu tiên thì dụng. Con đầu tiên của em lên là nếu mà con ấy vớt lên là con ấy kéo được tất đấy. Ăn chặt tất. Thôi nhường tất cho anh em ở quanh khu vực địa bàn này dễ lấy hơn. Em trở về nó nặng. Em trở về nó nặng nên thôi giao giả tất cho các anh vậy. Đây anh em ạ, trao hòa giải cho cần thủ được số cá nặng nhất, được con chấm trắng 4 cân. Thôi hôm nay nhường tất giải cho anh em nhá. Mình không biết câu thì thôi lại thả để giải, nhường giải cho anh em gần gỡ đây hay bắt giải hơn. Đó, đây cái ô sân hàng. Và đây là cái túi đựng cần cho số lượng cá ít hơn anh em. Đó, giải nhì.
chào anh em nhé.